Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Nếu bạn đang phân vân giữa máy giặt của hai thương hiệu lớn Samsung và Panasonic với chất lượng tương đồng, cả hai thương hiệu đều mang đến những sản phẩm đáng chú ý, nhưng đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của gia đình bạn? Limosa sẽ so sánh chi tiết các tính năng, ưu điểm, nhược điểm của máy giặt Samsung và Panasonic để bạn có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định chính xác nhất. Trước hết, hãy cùng Limosa tìm hiểu về tổng quan của máy nhé. 1. Về thương hiệu, máy giặt Samsung là thương hiệu đến từ Hàn Quốc được biết đến với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và tính năng thông minh với tuổi thọ dao động từ 7 đến 10 năm. Trong khi Panasonic là một thương hiệu của Nhật Bản nổi tiếng với độ bền cao, tiết kiệm năng lượng và công nghệ Econavi độc đáo, máy giặt Panasonic thường có tuổi thọ trung bình từ 8 đến 12 năm. 2. Về giá cả, Samsung thường có mức giá cao hơn nhờ vào các tính năng hiện đại và thiết kế cao cấp. Máy giặt Samsung cửa trên có giá từ khoảng 6 triệu đến 10 triệu đồng, trong khi các dòng cửa trước với công nghệ tiên tiến hơn có mức giá từ 12 triệu đến 25 triệu đồng, đặc biệt ở các mẫu dung tích lớn và tích hợp nhiều tính năng thông minh. Trong khi đó, Panasonic tập trung vào phân khúc giá tầm trung với mức giá dễ tiếp cận hơn. Các mẫu máy giặt cửa trên của Panasonic có giá từ 5 triệu đến 8 triệu đồng. Các dòng máy giặt cửa trước của Panasonic tích hợp với các công nghệ hiện đại thường có giá từ 10 triệu đến 16 triệu đồng. 3. Loại máy giặt Samsung nổi bật với các bộ máy giặt cửa trước thiết kế hiện đại và tích hợp nhiều công nghệ tân tiến như Eco Bubble, giúp giặt sạch hiệu quả ở nhiệt độ thấp và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, Samsung cũng cung cấp máy giặt cửa trên với thiết kế đơn giản hơn, thích hợp cho không gian nhỏ hơn và nhu cầu giặt cơ bản. Ngược lại, Panasonic cung cấp một loạt các lựa chọn cả cho máy giặt cửa trước và cửa trên. Máy giặt cửa trước của Panasonic mang lại hiệu suất giặt tốt với công nghệ Stainmaster, giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Máy giặt cửa trên của Panasonic nổi bật với thiết kế tiện dụng và công nghệ Econavi tiết kiệm nước và năng lượng. 4. Về khối lượng giặt, xét về khối lượng giặt, cả Samsung và Panasonic đều cung cấp các dòng máy từ 7kg đến 12kg, phù hợp với nhiều quy mô gia đình khác nhau. Gia đình 3 đến 4 người có thể lựa chọn máy giặt 7 đến 8kg từ cả hai hãng, trong khi các gia đình có số lượng thành viên nhiều hơn có thể cân nhắc dòng máy 10 đến 12kg đáp ứng nhu cầu giặt nhiều quần áo cùng lúc. 5. Về công nghệ, Samsung nổi bật với công nghệ Eco Bubble, tạo ra bọt xà phòng siêu mịn để làm sạch quần áo hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn đạt hiệu suất giặt tối ưu. Ngoài ra, các máy giặt của Samsung còn tích hợp công nghệ AI Control, cho phép điều chỉnh chế độ giặt tự động dựa trên thói quen sử dụng của người dùng, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Mặt khác, Panasonic lại tập trung vào công nghệ Stainmaster, đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ các vết bẩn cứng đầu như bùn đất và dầu mỡ, đồng thời giúp quần áo sạch hơn mà không cần giặt tay trước. Panasonic cũng trang bị công nghệ Econavi, sử dụng cảm biến để điều chỉnh lượng nước và thời gian giặt, giúp tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. 6. Về tốc độ quay vắt, Samsung thường trang bị các máy giặt với tốc độ quay vắt từ 1.200 đến 1.400 vòng trên phút, giúp quần áo được vắt khô nhanh hơn, rút ngắn thời gian phơi hoặc sấy. Panasonic cũng không kém cạnh với các máy giặt có tốc độ quay vắt từ 1.200 đến 1.400 vòng trên phút, cho phép vắt khô quần áo hiệu quả và giảm bớt thời gian phơi khô. 7. Về mức độ tiêu thụ điện năng và nước, về tiêu thụ điện năng và nước, Samsung thường được đánh giá cao với công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện đáng kể. Máy giặt Panasonic cũng có công nghệ tương tự nhưng nổi bật hơn ở khả năng tiết kiệm nước. Panasonic sử dụng cảm biến Econavi để tự động điều chỉnh lượng nước và thời gian giặt, tối ưu hóa quá trình giặt mà vẫn đảm bảo tiết kiệm. 8. Về mức độ ồn, Samsung sử dụng công nghệ Vibration Reduction Technology Plus, giúp giảm rung lắc và tiếng ồn đáng kể ngay cả khi máy hoạt động ở tốc độ quay vắt cao. Điều này giúp tạo ra một môi trường giặt êm ái hơn, với mức độ ồn thường dao động từ 45 dB đến 55 dB, tùy thuộc vào chế độ giặt và tốc độ vắt. Còn Panasonic cũng chú trọng đến việc giảm tiếng ồn bằng công nghệ Silent Operation và thiết kế chống rung. Các máy giặt của Panasonic có hệ thống giảm ồn hiệu quả, với mức độ ồn khoảng 46 đến 54 dB trong quá trình giặt, tương đương với các sản phẩm của Samsung. Để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt, chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của máy giặt Samsung và Panasonic nhé. Về ưu điểm, Samsung nổi bật với công nghệ tiên tiến như Eco Bubble, giúp giặt sạch hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ thấp, và AI Control tự động điều chỉnh chế độ giặt dựa trên thói quen của người dùng, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Máy giặt của Samsung còn có tốc độ quay vắt cao từ 1.200 đến 1.400 vòng trên phút, giúp quần áo khô nhanh hơn và tiết kiệm thời gian phơi hoặc sấy. Thêm vào đó, thiết kế hiện đại và tính năng kết nối thông minh như SmartThings giúp người dùng dễ dàng điều khiển và theo dõi quá trình giặt từ xa. Còn Panasonic cung cấp sự tiết kiệm vượt trội nhờ công nghệ Econavi, giúp tự động điều chỉnh lượng nước và điện năng sử dụng, làm giảm chi phí và tác động môi trường. Máy giặt của Panasonic cũng có hiệu quả vượt trội trong việc xử lý các vết bẩn cứng đầu nhờ công nghệ Stainmaster, mang lại kết quả giặt sạch sâu. Bên cạnh đó, máy giặt Panasonic có mức giá hợp lý hơn, phù hợp với nhiều phân khúc người tiêu dùng. Đồng thời, công nghệ tiết kiệm nước của Panasonic giúp tiết kiệm tài nguyên hiệu quả. Về nhược điểm, máy giặt Samsung mặc dù nổi bật với công nghệ hiện đại và tính năng thông minh, nhưng có giá thành cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ.
Điều này có thể khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy ngần ngại. Hơn nữa, chi phí sửa chữa và bảo trì cho máy giặt Samsung cũng có thể đắt đỏ hơn và một số người dùng có thể gặp khó khăn với việc sử dụng các tính năng công nghệ phức tạp, đặc biệt là nếu họ không quen với các thiết lập tự động và kết nối thông minh. Ngược lại, máy giặt Panasonic có thể gặp một số nhược điểm trong thiết kế và hiệu suất. Thiết kế của Panasonic thường ít nổi bật và hiện đại so với các sản phẩm của Samsung. Điều này có thể làm giảm tính thẩm mỹ của thiết bị trong không gian nội thất. Mặc dù Panasonic cung cấp tốc độ quay vắt cao, nhưng hiệu quả của nó đôi khi không đạt được mức tối ưu như các model cao cấp của Samsung. Hơn nữa, một số người tiêu dùng có thể gặp khó khăn trong việc nhận được hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì, đặc biệt nếu họ sống ở khu vực không có đại lý hoặc trung tâm bảo trì của Panasonic gần đó. Để đánh giá và kết luận, máy giặt Samsung là lựa chọn tốt cho những ai ưu tiên công nghệ hiện đại và thiết kế sang trọng, trong khi Panasonic là sự lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng quan tâm đến tiết kiệm chi phí và hiệu quả giặt sạch. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu và ngân sách của mình để chọn sản phẩm phù hợp nhất. Nếu bạn bị dị ứng hoặc có trẻ nhỏ, Samsung với công nghệ tiên tiến sẽ phù hợp hơn. Nếu bạn quan tâm đến giá cả và tiết kiệm năng lượng, Panasonic là sự lựa chọn tốt. Với nội dung so sánh hai máy giặt trên Limosa, hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể giúp bạn lựa chọn một chiếc máy giặt phù hợp với gia đình của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.